show Địa Ốc. Và ngày hôm nay Thủy Vi cùng với Thúy Hằng và anh David Trần trong đội ngũ sẽ đến ngày hôm nay để mà gửi cho quý vị một cái căn nhà nữa cũng mới ra thị trường được list. Đó là một căn nhà mobile home được tọa lạc ngay trong khu Villa Capri Mobile Home, địa chỉ là 8111 đường Stanford. Và cái căn nhà này là cái số nhà là 133 tại thành phố Garderobe nha quý vị. Và cái số nhà đầu tiên là gửi cho quý vị một cái điều mà quý vị rất thích, đó là 133, tức là cái số lên. Thường thường người ta mua nhà mà người ta chọn cái số mà cứ đi lên thì là chúng ta luôn luôn gặp được những cái công chuyện là thành công, cũng như mọi việc nó đều tiến lên thưa quý vị. Và một lần nữa, nếu như mà quý vị nào mà người Việt Nam chúng ta mà thường nói rằng là tin tưởng vào những cái con số thì 1333 tức là 7 nút thưa quý vị. Cái số 7 là cái số mà người Mỹ cũng như người Việt Nam chúng ta thường rất là thích, chọn là số 7, số 8 và số 9. Chính vì vậy, và đây là một cái căn nhà nếu mà có thể nói rằng là về con số thì đã đạt tiêu chuẩn là 7 nút. Và nếu mà nói về vấn đề phong thủy địa lý thưa quý vị, đây là một căn nhà hướng Bắc. Thì tại sao mà chúng ta lại thích cái căn nhà hướng Bắc? Thì theo như Thủy Vi nghiên cứu thì Thủy Vi được biết rằng là cái căn nhà hướng Bắc, cái điều mà ưu điểm của nó là nó mát mẻ vào mùa hè, tức là ánh sáng mặt trời sẽ không chiếu rọi trực tiếp vào căn nhà vào mùa hè, cái sự nóng sẽ không có. Và nếu mà nói về mùa đông thì nó mang lại cái sự ấm áp thưa quý vị, theo cái trục quay của trái đất. Chính vì vậy mà cái căn nhà mà hướng Bắc tức là rất là tốt, đó là mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Và nói sơ với căn nhà này thưa quý vị, căn nhà này được build vào năm 2008. Và đây là cái bề mặt của căn nhà. Cái điều bề mặt của căn nhà mà Thủy Vi có cái sự chú ý thưa quý vị, thứ nhất đó là vì căn nhà được xây 2008, tức là nó mới có 9 tuổi thôi quý vị. Tức là tất cả những cái gỗ, những cái structure, tức là những cái kiến trúc của nó đều rất là mới, đặc biệt là cái roof của nó hoàn toàn mới, và nó theo cái kiểu mới. Ở bây giờ nếu như quý vị có thể nhìn ở cái roof, nó có những cái hệ thống thông hơi làm cho cái căn nhà trở nên thoáng và không có bị hầm hoặc là nóng như những cái căn nhà mobile home mà đời cũ thưa quý vị. Năm 2008 là bắt đầu vào cái thế kỷ 21 thì là người ta đã có cách xây nhà, cái model nó mới hơn, cái kiểu kiến trúc nó cũng mới hơn, và cái ceiling của căn nhà này rất là cao. Thì quý vị có thể thấy được nó cả tạo cho cái sự thoáng mát. Và một cái lý do nữa mà tại sao mà ngày nay người ta chọn cái mobile home, với những cái trường hợp nào chúng ta nên mobile home thưa quý vị. Khi mà mobile home thì Thủy Vi nghĩ rằng là những cái quý vị nào có cái khả năng budget của mình nó tương đối nó hạn hẹp thì chúng đây là một cái sự lựa chọn. Tại vì nếu như chúng ta mua những cái căn nhà single house thì có thể chúng ta phải cần có một cái budget tài chính nó nhiều hơn. Nhưng mà còn với cái mobile home thì chúng ta chỉ cần một cái khoảng, với cái căn nhà này đang được list là 135 thưa quý vị, 135.000 mà thôi là chúng ta đã có một căn nhà. Và cái điều thuận lợi nữa là gì, và khi có cái nhà đó là hàng tháng chúng ta trả cái mobile home thì chúng ta phải trả cái tiền đất thưa quý vị. Cái tiền đất, tại vì cái nhà chúng ta đặt trên cái plot này, cái đất này thì chúng ta phải trả một cái tiền đất. Thì dù chúng ta trả cái tiền đất một cái số nhỏ đó thôi thì nhưng mà chúng ta vẫn, cái nhà cũng là nhà của ta. Và khi mà quý vị có cái ý định đổi sang một cái nhà single house thì quý vị có thể bán cái căn nhà mobile home này đi, thì tiền quý vị vẫn là tiền của quý vị, khác với là chúng ta đi thuê nhà. Nếu như mà chúng ta đi thuê nhà hàng tháng chúng ta trả tiền thuê thì chẳng khác nào là chúng ta đã quăng tiền vào cửa sổ và chúng ta không có được gì cả. Và một cái điều thuận lợi nữa là khi chúng ta có cái mobile home là cái nhà của chúng ta, thì chúng ta muốn sửa sang thế nào, chúng ta muốn trang trí ra sao, chúng ta muốn làm gì cũng không có ai nói đến chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta thuê nhà thì chúng ta phải có cái sự đồng ý, cũng như sự cái đồng ý của người chủ nhà, mà chúng ta có một cái sự gò bó rất là khó chịu. Chính vì vậy mà quý vị nào, nhất là quý vị nào đang xem channel 117 qua hệ thống Viettel V24 là người Việt Nam đang ở Việt Nam và sẽ cư ngụ tại Hoa Kỳ, thì chắc chắn là chúng vị không có cái điểm tín dụng cũng như là không có cái khả năng tài chính nhiều để chúng ta có thể affordable được, tức là có cái khả năng để mà mua căn nhà được, thì chọn cái mobile home là một cái điều kiện rất là phù hợp cho quý vị. Tại vì chúng ta không có credit thì chúng ta không thể là mượn tiền ngân hàng được, mà với cái số tiền của chúng ta vẫn còn trong cái sự hạn hẹp, hoặc là chúng ta còn để dành để còn có những cái chi phí khác khi chúng ta mới định cư, thì mobile home là một cái lựa chọn mà quý vị nên chọn. Và bề ngoài của căn nhà này nó có hai cửa thưa quý vị. Một cái cửa nó là cửa security door, tức là một cái cửa mà chúng ta có thể mở ra thoáng mát để cho không khí vào, trao đổi không khí trong nhà. Và đây là cái model, cái màu của căn nhà
cũng rất là mới, là cái màu trắng xám, là cái màu được bình chọn là cái màu của năm 2017. Và bây giờ mời chị Thúy Hằng cũng như là anh David cùng với Thủy Vi bước vào bên trong của căn nhà để chúng ta có thể giới thiệu thêm về bên trong căn nhà nha. Thủy Vi nói hai cửa đều có cái cửa security door, là cái cửa này rất là tiện lợi, chúng ta sẽ mở cửa ra để chúng ta cho không khí vào trong nhà cho nó mát hơn. Và đặc biệt nữa là cái người chủ nhà này rất là update cho quý vị, là cái cửa hoàn toàn không bằng chìa khóa. Và nếu mà cũng có chìa khóa, nếu như quý vị nào mình vẫn thích có chìa khóa thì mình vẫn có sử dụng bằng chìa khóa, ở đây có khóa trên và khóa dưới, nhưng mà ở bên trong có cái digital lock, tức là quý vị không cần mang chìa khóa mà quý vị chỉ cần nhớ cái code, cái mật mã của cái nhà thôi. Nó căn nhà này phải nói là rất là hiện đại, và quý vị bây giờ chúng ta cần touch vào và chúng ta bấm cái mật mã của cái căn nhà là cửa nhà tự động mở nha, và chúng ta đã bước vào trong căn nhà. Và bây giờ thì chị mời anh David cùng với lại chị Thúy Hằng vào bên trong căn nhà này. Thưa quý vị, bước vào cái cửa bên hông của căn nhà là quý vị sẽ thấy ngay đây là một cái digital lock, tức là quý vị chỉ cần nhớ cái mật mã, quý vị xác cái mật mã, quý vị không cần mang chìa khóa gì cả, chúng ta chỉ cần nhớ cái mật mã, có thể là những cái con số nào mà đặc biệt, sinh nhật của vợ, sinh nhật của chồng, hoặc là sinh nhật của ba mẹ, hoặc là những cái ngày nào, những cái con số nào, ví dụ 4 số thưa quý vị có thể như là 4444 4 con số 4, thì quý vị vô quý vị bấm 4 con số 4 là cái khóa nó mở ra, là chúng ta vào nhà, chúng ta không cần mang chìa khóa. Và vào cái bên trong cái cửa tiếp theo, và ngay cái khu vực này thì chúng ta có thể đặt một cái cặp máy giặt máy sấy, là chúng ta làm cái phòng laundry ha quý vị ha. Và ở đây là có hai cabinet để chúng ta có thể để đồ, để mà chúng ta để đồ giặt, những cái như là nước giặt đồ hoặc là những cái đồ về giặt ủi ở đây. Và ở bên đây thì Thủy Vi có thể recommend quý vị là để một cái kệ để giày, để khi bước vào chúng ta có thể để giày ở trên đây cũng rất là tiện. Và chúng ta sẽ đi vào bên trong của căn nhà. Căn nhà này làm với diện tích là gần 1.500 square feet thưa quý vị, với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Nếu như mà chúng ta đi từ cái cổng bên hông vào căn nhà thì đây là cái đường hallway của căn nhà. Thì đầu tiên thì quý vị sẽ thấy đây, Thủy Vi giới thiệu quý vị đây là cái phòng living room, là cái phòng khách. Và toàn bộ cái căn nhà này tuy là mới 2018 nhưng mà chủ nhà cũng đã remodel, tức là sơn lại hết tất cả mọi thứ để cho nó mới và sạch sẽ hơn. Thì khi vào quý vị cũng sẽ thấy được là cái màu sơn màu trắng rất là đẹp. Màu trắng nó có tác dụng làm cho căn nhà nó được sáng sủa hơn, sạch sẽ hơn và rộng rãi hơn. Thì anh David đang gửi cho quý vị đây là cái hình ảnh của cái nhà bếp. Cái nhà bếp của cái căn nhà mobile home này phải nói là đạt tiêu chuẩn là standard, tức là vào cái model mới tại Hoa Kỳ này. Đó là cái nhà bếp nó có cái skylight thưa quý vị. Nếu như quý vị nhìn lên quý vị thấy sẽ có cái skylight, thì cái skylight trên cái nhà đó là chúng ta giúp cho chúng ta có thể nói là như căn nhà này chưa có turn on cái điện, không biết là chút nữa là Thủy Vi cùng với chị Thúy Hằng sẽ turn on cái điện lên cho quý vị xem là cái sáng của căn nhà. Và cái skylight thì Thúy Hằng có thể giúp Thủy Vi turn on cái điện. Thưa quý vị, thì là quý vị thấy là cái skylight trên cái nhà trần nhà bếp giúp cho chúng ta save điện, làm cho cái căn nhà nó rất là sáng. Và người Việt Nam chúng ta hay thích nó gọi là cái giếng trời đó, không biết là các bạn có nghe hay không, đó là cái skylight. Và ở dưới là có cái kitchen island, thì đây là một cái nơi mà quý vị có thể chuẩn bị những cái nguyên vật liệu để chúng ta cooking, hoặc là đây cũng thể là một cái bàn nho nhỏ để mà khi mà chúng ta vừa cúc món ăn xong ra để ở đây, để cho những người thân yêu nhất của chúng ta thưởng thức được những cái món ngon mà chúng ta vừa mới làm ra. Và cái nhà bếp ở đây quý vị, everything đều là mới. Cái dishwasher này cũng là mới, brand new 100% nha quý vị. Thì đây rất là sạch sẽ. Và cái điều mà tôi biết của cái căn nhà này, khi mà vào cái bếp á, thì quý vị thấy là có 3 cái cửa sổ. Từ cửa sổ chúng ta vừa làm bếp, chúng ta có thể nhìn ra ở bên ngoài, và chúng ta có thể giống như là chúng ta sẽ nhìn ra được hàng xóm đường ở bên ngoài. Và cái bếp ở này mở cửa sổ ra rất là sáng, chính vì vậy mà chúng ta tiết kiệm điện rất là nhiều. Buổi sáng chúng ta không cần phải turn on cái đèn lên, chúng ta không cần mở đèn, tại vì tất cả những cái ánh sáng tự nhiên mặt trời nó vào căn nhà của chúng ta. Và đặc biệt đây là cái nhà hướng Bắc, tuy là mặt trời nó không vào nhưng mà có ánh sáng vào, nó vẫn mát trong căn nhà này, cho nên là quý vị cảm thấy rất là thích. Và đây là có 2 cái sinh rất là rộng nha quý vị. Và bên cạnh đây là một cái bếp 4 lò, một cái microwave. Và cái điều thú vị là tất cả những cái mùa
mùi đồ ăn của cái căn nhà này nó đều đi ra ngoài hết, bởi vì ở đây nó có một cái cửa sổ. Như tụi mình mở lên cho quý vị thấy là tất cả các cái mùi đồ ăn nó theo ra đường ngoài cửa sổ, và từ cái cửa sổ này chúng ta vừa nấu ăn, chúng ta không sợ boring và chúng ta có thể nhìn được phố phường cũng như nhìn ở bên ngoài đường, rất là thú vị nha quý vị. Và tất cả ở đây, cabinet tất cả đều là mới, và cái tủ lạnh này cũng là mới, nhưng mà mới xài 3 tháng quý vị, tức là không phải là mới. Nhưng mà quý vị mở bên trong ra thì cũng thấy là cái người chủ nhà đang giữ rất là kỹ nè, rất là như là mới nha quý vị, rất là sạch sẽ. Thì có thể mở ra cho quý vị coi. Ở đây là chủ nhà đã set up tất cả các hệ thống camera system. Ở bên ngoài cửa bên hông thì quý vị có thể thấy được cái camera ở bên gara. Còn ở trên thì quý vị thấy có thể là như cái camera này có thể quay hết được toàn bộ cái nhà bếp cũng như cái phòng khách và cái phòng dining room, cái phòng ăn nha quý vị. Tại sao thì thưa quý vị là cái hệ thống camera này, cái khu mobile home này rất là an toàn nha quý vị. Có lần thì quý vị có nghe người chủ nhà nói là người ta đi Las Vegas, người ta quên khóa cửa 5 ngày mà về nhà không có bị vấn đề gì. Nhưng mà tại sao căn nhà này lại gắn hệ thống camera? Bởi vì nhà này có em nhỏ, thì có những cái người nanny để cho cái sự mà quan sát, cái người chủ nhà muốn quan sát là cái người nanny ở nhà có chăm sóc con cái của mình đàng hoàng hay không, thì người ta gắn hệ thống camera này. Và đặc biệt thưa quý vị, ở đây người ta có một cái hệ thống gọi là security system. Đây là một cái hệ thống rất là đặc biệt. Tôi xin giới thiệu quý vị là người chủ nhà đã set up, tức là đây là cái hệ thống alarm, tức là khi đi ra ngoài quý vị có thể turn cái alarm lên, và khi mà quý vị turn cái alarm này lên á, thì là nếu như có ai mà vào căn nhà của mình thì là cái alarm này sẽ kêu lên và nó sẽ connect với lại police department, tức là liên lạc với lại ngay với lại sở cảnh sát. Và cái hay nữa của cái security alarm này, tức là nếu như nhà của quý vị nào mà có người lớn tuổi chẳng may bị té ngã, thì trong cái lúc đó thì có thể là nếu như có người ở nhà thì mình cũng bối rối, mình có thể là trong cái lúc mà bối rối như vậy mình có không thể nào mình nói nhớ được cái địa chỉ. Có những người đã chia sẻ TV như vậy là người ta sẽ có cái hệ thống là bấm cái nút mà chữ thập màu xanh này, thì xin lỗi anh David nha. Cho cô. Thứ nhất là thưa quý vị, tức là cái camera này, quý vị, cái hệ thống security system này, quý vị bấm cái chữ thập màu xanh là chúng ta có connect ngay lập tức với lại sở cứu thương. Người ta đã có sẵn cái địa chỉ của cái căn mobile home này, là xe cứu thương sẽ lập tức, chỉ cần bấm cái nút này thôi, vì không cần nói gì cả, là xe cứu thương lập tức tới ngay căn nhà này để mà chở người thân của mình vào bệnh viện. Và cái nút màu blue này thưa quý vị, cái nút màu blue này có tác dụng là nút màu xanh, cái nút màu blue là cả sở cảnh sát, cái nút màu green là sở cứu thương, và cái nút màu red tức là màu đỏ này là cái ngọn lửa thưa quý vị. Thì sao, thì cái ngọn lửa này trong cái trường hợp hỏa hoạn hoặc là trong cái trường hợp mà bị động đất thì chẳng hạn, thì trong cái lúc bối rối mà quý vị không có thể nào mà gọi 911 tới kịp, thì chúng ta chỉ cần bấm cái nút này thì ngay lập tức đội cứu hộ cũng như là xe cứu thương tất cả đều đến ngay căn nhà của quý vị đầu tiên. Tại vì quý vị là người bấm, chỉ cần bấm nhanh là quý vị tới đầu tiên, mình không cần phải nói cho người ta biết cái địa chỉ nhà mình ở đâu là người ta tới cứu mình. Đây là một cái system phải nói là rất là tốt và rất là an toàn cho gia đình của quý vị. Còn nếu như mà khi quý vị ở nhà thì quý vị có thể turn off cái alarm này đi. Còn nếu như quý vị đi ra ngoài thì quý vị có thể turn on cái alarm. Thì nếu như chẳng may có cái chuyện gì đến với căn nhà mình thì lập tức là nó cái alarm nó đã hú lên là cảnh sát sẽ đến, hoặc là cảnh sát sẽ liên lạc với lại người chủ nhà. Đây là một cái hệ thống rất là hay mà TV cũng rất là thích. Thì bây giờ trở tới cái phòng khách nha, cái living room. Thì quý vị thấy đây là rất là rộng. Từ cái living room thì quý vị thấy là cũng ánh sáng cũng vào rất là sáng nha quý vị. Thì cái nhà này quý vị có thể thấy rằng là đây là cái cửa mở ra, chúng ta đi vào từ cái cổng chính bước vào là chúng ta sẽ vào ngay cái phòng khách, phòng living room rất là rộng. Thì cái ceiling rất là cao và rất là thoáng nha quý vị. Và cái người chủ nhà cũng mới gắn cái hệ thống đèn chùm này là hoàn toàn mới cho người mua bước vào. Và từ cái phòng living room này thì quý vị có thể thấy là
ở đây nó có một cái khung cửa sổ rất đẹp, có phải cao cao khung cửa sổ, mà đây là bên Hoa Kỳ chúng ta có thể nói là đây là cái breakfast counter, tức là chúng ta có thể để vài một cái ghế ở đây là chúng ta tạo thành một cái quầy bar cũng được. Còn nếu không mà chúng ta ngồi phía ở bên trong này thì có nó có cabinet ở đây, thì quý vị có thể làm cái breakfast counter để mà chúng ta ăn sáng. Còn nếu như mà chúng ta muốn tạo thành một cái quầy bar, đây là chúng ta có thể design thiết kế đây như là một cái quầy bar, để mấy cái ghế ở đây thì chúng ta có thể làm một cái quầy bar ở đây, và cái hệ thống karaoke ở đằng kia, chúng ta vừa ngồi quầy bar nhâm nhi cùng bạn bè và hát karaoke với cái dàn ở đây. Thì vì xin recommend quý vị ở đây chúng ta có thể để một cái hệ thống karaoke system thì rất là tuyệt vời, hoặc là một cái tivi màn hình lớn ngay kề tại cái phòng living room của chúng ta. Rồi bây giờ mời chị Thúy Hằng cũng như là anh David cùng với Thủy Vi và các bạn hãy đi vào, chúng ta vào cái đường hallway của căn nhà, thì chúng ta sẽ đến là cái căn nhà này là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Và như mà chia sẻ với quý vị rằng là đây cũng là một cái căn nhà lý tưởng cho một cặp vợ chồng cùng với lại hai đứa con. Cái căn nhà này thì Vi thấy nó rất là như cái ceiling một lần nữa rất là cao, mỗi phòng đều có cửa sổ rất là thoáng mát, và có cái closet, tức là cái tủ để quần áo, nó âm tường. Tức là cái mẫu mới là nó âm tường, tức là quý vị nhìn quý vị sẽ không thấy nó chiếm diện tích, nhưng mà nó là một cái tủ để quần áo rất là rộng, quý vị thấy không? Và đây có một cái cánh cửa rất là hay, chúng ta cảm giác giống như là một chúng ta mở ra cửa một cái điều gì đó nó bí ẩn, đúng không? Và quý vị thấy không, cái cửa nó âm tường cho nên nó vẫn cảm giác một cái phòng nó có sự rộng rãi. Đây mà cái phòng này thì Vi thiết nghĩ đây là chúng ta có thể có cho con ở, hoặc là một người trong cái gia đình thì mình có thể, đây là cái phòng ngủ thứ nhất, qua bên đây là chúng ta vào cái phòng ngủ thứ nhì. Một lần nữa, đối với Thủy Vi, một cái căn nhà mobile home, Thủy Vi nghĩ rằng là những căn nhà mobile home khác, Thủy Vi đi coi, cái ceiling nó rất là thấp, làm cho căn nhà nó bị thấp đi, hoặc là những cái căn nhà mô đồ cũ, even là những căn nhà single house mà quý vị thấy mà xây năm 1900 hồi đó thì là cái ceiling nó rất là thấp, mình bước vào những cái nó đi mình đi gần như là đụng trần rồi, nhưng mà ở đây cái ceiling này rất là cao, tạo cho quý vị cảm giác mà thoáng mát nha quý vị. Và đây một lần nữa cũng là những cái tủ âm tường, những cái tủ để quần áo cũng rất là đẹp nha quý vị. Và nhà này sẽ có rất là nhiều cái cửa, chúng ta có thể thấy là có những nhiều cái storage. Một lần nữa thì quý vị có thể gọi cho Thủy Vi hoặc là Messenger cho Thủy Vi để hỏi thêm về cái căn nhà này. Hiện tại căn nhà này được list là 135.000 còn thương lượng, và cái tiền rent của cái tiền đất là 1.300 một tháng nha quý vị. Rồi bây giờ đây là cái phòng tắm, phòng tắm thứ nhì, đối diện với hai cái phòng này nó rất là hay, là từ hai phòng này chúng ta đi phòng tắm, lỡ ban đêm mà chúng ta có muốn đi red room thì nó cũng rất là tiện lợi. Có những cái căn nhà đó là cái phòng tắm nó rất là xa cái red room, còn đây là mình chỉ bước một bước hai bước là mình đã tới một cái nhà tắm. Thì nhà tắm ở đây cũng rất là mới nha quý vị, cũng là một màu trắng rất là sạch sẽ. Tại vì TV đến bất ngờ để mà quay show quý vị nên chưa kịp liên lạc với người chủ nhà, có thể turn on cái điện lên, mà đây chỉ là những cái hình ảnh mà gửi đến cho quý vị mà thôi. Thì quý vị thấy là ở đây là rất là sạch sẽ. Xin thưa quý vị, cái điều đặc biệt của căn nhà này anh David rất là hay, rất là tỉ mỉ. Cái floor là bằng laminate bằng gỗ, và đặc biệt mùng tắm và nhà bếp là người ta lát bằng gạch để mà chúng ta dễ lau chùi, dọn dẹp. Và đối với đường hallway thì là bằng gỗ. Và nếu như quý vị có cái sự để ý là cái nhà này nó có hệ thống central air, central heat ngay tại ở mỗi căn phòng ở dưới cái floor. Thì quý vị thấy tại sao thì lúc nữa tụi Vi sẽ giải thích cho quý vị. Bây giờ mời quý vị đi vào các căn phòng master bedroom của căn nhà này, là căn phòng rộng nhất của căn nhà và nó là căn phòng lớn nhất của căn nhà. Thì quý vị thấy là ở đây đập mắt vào tụi Vi là có hai cửa sổ rất là sáng rồi, đúng không? Và ở đây người ta đã gắn cho chúng ta sẵn hết hệ thống điện thoại, hệ thống cable, để mà chúng ta khi mà mua vào là chúng ta sẽ coi được Direct TV, chúng ta có thể coi được những cái chương trình của chị Thúy Hằng, và quý vị có thấy là cùng với chị Thúy Hằng và Thủy Vi thì ở đây người ta cũng đã gắn cái hệ thống cable để cho quý vị, đây là quý vị thấy không, người ta đã gắn ở đây sẵn cho mình. Và cái điều mà Thủy Vi chú lưu ý là hồi nãy chúng ta đi đường hallway cái floor nó bằng màu nâu, và bây giờ nó chuyển màu là nó qua bằng cái floor màu marble.
để trong cái phòng ngủ để làm gì thưa quý vị? Để tạo cho cái phòng ngủ của chúng ta nó trở nên rộng rãi hơn, thoáng mát hơn. Còn khi ở bên ngoài chúng ta có cái màu nâu tạo nên cái sự ấm áp, sự cozy của cái căn nhà. Và Thùy Vi xin giới thiệu quý vị, đây là hai cái loset rất là lớn của cái căn nhà này. Là chủ nhà còn để mấy cái bộ đồ vest thưa quý vị. Là đây là cái tủ closet rất là rộng, mà chúng ta thấy là phải nói cái này là phù hợp. Nếu như là Thùy Vi rất là thích, tại vì Thùy Vi Thúy Hằng nhiều quần áo lắm, mỗi lần đi show là quần áo, mà có cái nhà nào mà có cái tủ closet mà bự như vậy để được nhiều quần áo thì luôn luôn là gây sự chú ý cho Thùy Vi và Thúy Hằng. Thì bây giờ mời quý vị cùng với lại Thùy Vi đi vào cái phòng tắm lớn. Và cái điều ưu điểm của cái căn nhà này mà phải nói là Thùy Vi đã giới thiệu rất là nhiều căn nhà, nhưng chưa bao giờ thấy cái căn nhà mobile home nào mà có cái phòng tắm quá lớn như thế này quý vị. Phải nói là huge master bathroom thưa quý vị. Bởi vì nếu quý vị thấy là đây là một cái jacuzzi hoàn toàn mới brand new 100%, mà Thùy Vi vẫn hay đùa chọc là đây là mình tắm nằm, đúng không? Còn đây là một cái toilet, nhưng mà nếu như quý vị nào mà coi thì quý vị sẽ thấy là nó rất là lớn, có thể nói là gấp đôi những cái phòng tắm thông thường. Và quý vị thấy đây là một cái phòng tắm đứng, thì vì hay nói đùa là tắm đứng, thực ra đây là một cái shower, chúng ta có thể tắm đứng và tắm nằm. Chúng ta cũng thằng ngâm nước hoa hồng với lại cái jacuzzi, hoặc là chúng ta có thể tắm đứng với cái shower cũng rất là mới nha quý vị. Và ở đây thì quý vị nếu như mà quý vị nào mà đã đi xem những cái căn nhà mobile home hoặc là những căn nhà even những cái nhà single house, thì quý vị sẽ không thể cảm nhận được đây là một cái bathroom rất là lớn, mà cái điều này là cái ưu điểm của cái căn nhà này đó. Thì hy vọng là anh David sẽ gửi cho quý vị đến coi những cái căn phòng này nó rộng lớn như thế nào. Và thưa quý vị, là ở đây thì Vi xin giới thiệu quý vị là xin mời anh David có thể đi cùng với Thùy Vi vào cái phòng master bathroom để giới thiệu. Đây là một cái central air. Phải nói là quý vị ơi, tất cả các cái nhà khác á, thì người ta có cái hệ thống central air ở trên tường, nhưng mà đặc biệt theo cái mô đồ mới của căn nhà này là cái central air ở dưới cái floor. Để làm gì? Để thứ nhất nó tỏa cái nhiệt độ nó rất là tự nhiên, chứ nó không phải như cái dạng khác là ở trên tường xòa xòa cho mình chỉ mát ở trên thôi. Còn cái này nó mát từ dưới lên trên, nó làm cho mình có một cái nhiệt độ từ từ nó hấp thụ vào. Giống như là thường thường quý vị mà bị lạnh á, hay là quý vị bị nóng á, là quý vị thấy là cái bàn chân của quý vị là nó cảm nhận đầu tiên. Thì với cái thiết bị mới là cái hệ thống central air này cũng vậy, nó từ ở dưới cái floor. Để thứ hai nữa là gì? Để cho mình có thể lean up nó dễ dàng, làm cho cái hệ thống central air mình luôn sạch. Mà khi cái hệ thống central air nó sạch, tức là cái sức khỏe của những cái người trong nhà sẽ được bảo đảm là luôn luôn khỏe mạnh, không có bị bệnh. Chúng ta có thể lean up một cách dễ dàng. Và đặc biệt mỗi một cái phòng đều có cái hệ thống central air và central heat. Tức là nếu như vào mùa đông tại Nam California này, như là thời điểm này, thì đây cũng là một cái máy heat để cho quý vị ấm khi mà quý vị tắm nha quý vị. Và nếu như mùa hè thì đó là một cái central air để làm mát khi mà quý vị tắm. Và đặc biệt cái jacuzzi trong cái phòng tắm này nó có một cái gương, là chúng ta vừa tắm và chúng ta hỏi gương thần ai đẹp nhất, thì câu trả lời sẽ là Thúy Hằng đẹp nhất, không phải Thùy Vi thưa quý vị. Và bây giờ là căn nhà này cũng vậy, có cái hệ thống central air mỗi phòng, kể cả phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp và phòng khách, phòng ăn đều có cái hệ thống central air, central heat cho quý vị, rất là tiện lợi. Khác với những cái nhà khác, even là những cái nhà single house, nó chỉ có cái hệ thống central air ở phòng ngủ mà thôi. Còn đặc biệt theo cái kiểu mới của thế kỷ 21 là mỗi phòng đều có một cái hệ thống central air, central heat. Và xin giới thiệu đến quý vị căn nhà này, nó còn có cái hệ thống gọi là central air, central heat, là adjustable theo cái body heat của cơ thể. Tức là sao? Tức là khi mà quý vị đi, quý vị set cái nhiệt độ trong cái căn phòng này, với cái mùa hè là nhiệt độ là khoảng chừng 75 độ F chẳng hạn, tại vì nói ví dụ như vậy, thì khi mà quý vị bước vào căn nhà này thì tự động cái central air nó mở lên với cái nhiệt độ bên ngoài, thí dụ nóng là 100 độ F, nhưng mà khi mà quý vị bước vào căn nhà của mình thì tự động với cái nhiệt độ 75 độ F phù hợp với cái body heat, tức là cái nhiệt độ cơ thể quý vị là 75 độ là nó turn on, quý vị bước vào nhà thôi là nó turn on lên. Và còn nếu như mà quý vị muốn tiết kiệm thì quý vị có thể set up, đây là cái hệ thống system này, thì bây giờ người ta đã turn off rồi. Đây là cái hệ thống system đó nha quý vị. Khi mà quý vị mà turn on lên, nó sẽ
tự động adjustable theo cái nhiệt độ quý vị. Còn nếu như mà quý vị muốn cho cái nhiệt độ như là khí hậu bên kia ở ngoài nó đang lạnh, mình bước vô nhà mình muốn cho nó ấm áp, thì có vẻ quý vị có thể set cái nhiệt độ ví dụ như là 86 độ F chẳng hạn, với cái nhiệt độ ở bên ngoài là ví dụ như 54 độ F. Nhưng mà quý vị chỉ muốn cơ thể của quý vị chỉ là 86 độ F khi quý vị bước vào nhà, thì nó sẽ turn on cái heat lên làm cho quý vị ấm áp. Và nếu như quý vị muốn tiết kiệm điện đó, thì quý vị chỉ cần set, ví dụ như là quý vị đi làm về lúc 7 giờ tối, tự động 7 giờ tối nó turn on lên. Và quý vị muốn rằng là khoảng 2 giờ tối là cái máy lạnh hoặc là cái máy heat nó tắt đi. Tức là sau khi quý vị đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi, chúng ta muốn tiết kiệm điện thì tự động cái hệ thống này nó sẽ turn off đi lúc 2 giờ. Tất cả đều là timer, là set up cho quý vị hết. Và đây là cái sự tiện nghi của cái căn nhà này. Và thì vì thấy là cái căn nhà này đó, với cái giá mà trên thị trường hiện nay, thì cái căn nhà này với cái giá trên thị trường là 156 ngàn, nhưng mà vì muốn bán gấp cho nên chủ nhà chỉ có thể để với cái giá 135 ngàn, và đang còn muốn thương lượng. Quý vị có thể nào mà muốn thương lượng thì quý vị có thể liên lạc với chị Vi hoặc là chị Thúy Hằng, hoặc là để mà chúng tôi sẽ đại diện cho quý vị, giúp cho quý vị thương lượng để quý vị có được cái căn nhà này. Và cái sân sau cái căn nhà này cũng có một cái vườn nhỏ nhỏ đằng sau để quý vị nào có thể trồng những cái rau như là rau tươi, rau thơm, mà chị Thúy Hằng rất là thích rau tí tô, thì trước đây chủ nhà cũng có trồng nhưng mà vì cái thời gian bận rộn quá thì không có chăm sóc cho nên đã không có trồng nữa. Nhưng mà quý vị về quý vị vẫn có thể trồng. Và đây là cái căn nhà mà tôi Viên thiết nghĩ là nó rất là lý tưởng cho quý vị. Quan trọng hơn nữa là nó nằm ngay trái tim của thành phố Garden Road, tức là nó nằm ngay góc đường Stanford và đường Garden Road, rất là tiện lợi cho quý vị. Vừa đi nó gần chợ, gần trường học, gần shopping mall, và từ đây quý vị có thể đi bộ ra neighborhood Walmart, tức là một cái supermarket bán chuyên bán hết tất cả các đồ gia dụng trong gia đình cũng như là tất cả những cái thực phẩm của Mỹ. Và đây là một căn nhà lý tưởng cho các vị cao niên cũng như cái gia đình nào mà mới từ Việt Nam qua, hoặc là những cái vị nào mà chúng ta đã từng đi thuê mướn nhà mà bây giờ chúng ta thay đổi cái suy nghĩ là chúng ta không muốn quăng tiền vào cửa sổ khi chúng ta đi thuê nhà nữa. Và đây là cái sự lựa chọn sáng suốt nhất quý vị khi quý vị mua một cái căn nhà mobile home, bởi vì hàng tháng quý vị trả tiền nhưng mà vẫn là nhà của quý vị, và quý vị cũng có thể bán được ra thị trường. Đặc biệt là căn nhà này mới có 9 tuổi mà thôi, tức là quý vị dù quý vị ở thêm 10 năm nữa hoặc là mười mấy năm nữa, quý vị vẫn có thể bán được cái căn nhà với cái giá rất là tốt để quý vị có được một cái số vốn là chúng ta mua một căn single house. Giống như chủ nhân của căn nhà này, sau một thời gian người ta ở thì là người ta cũng đã để dành được tiền và người ta đã mua ra mua một căn single house. Chính vì vậy mà hy vọng là ngày hôm nay Thúy Hằng, Thủy Vi cùng với là anh David đã gửi đến cho quý vị cái căn nhà mobile home rất là lý tưởng, tọa lạc ngay trên thành phố Garden Road. Phải nói là trái tim của thành phố Garden Road là cái con đường này, và người Việt Nam chúng ta cư ngụ rất là đông, có thể nói là đứng người Việt Nam cư ngụ đông thứ hai tại Nam California. Và bây giờ trước khi chia tay thì là Thủy Vi xin lưu ý và nhắn nhủ quý vị là mua nhà cũng vậy, phải mua liền tay, cũng giống như cưới liền vợ thưa quý vị. Tại vì cái nhà này rất là nhiều người đã coi và cũng có nhiều cái offer lắm, nhưng mà có lẽ là chưa có đến cái duyên. Hy vọng là ngày hôm nay Thủy Vi giới thiệu đến quý vị thì quý vị sẽ có cái duyên với căn nhà này và mua được cái căn nhà như ý. Mến chúc cho quý vị sẽ có một cái căn nhà mới với phù hợp với cái túi tiền của mình, và cảm giác ở đây rất là thoải mái. Và ở đây thì hàng xóm rất là tốt, và thưa với quý vị luôn, hàng xóm ở đây là người Việt Nam, người Mỹ và người Nam Hàn. Người Mỹ chỉ khoảng chừng 5% mà thôi, cho nên đây là một cái khu vực một cái park rất là lý tưởng cho người Việt Nam chúng ta cư ngụ. Và phải nói là quý vị ơi, đây là một căn nhà nào mà quý vị có muốn căn nhà mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông thì lựa ngay cái căn nhà này. Số nhà là 133 cũng rất là đẹp nha quý vị, số tới và 7 nút. Và đó là căn nhà mobile home tọa lạc ngay trên thành phố Garden Road trong khu Villa Capri Mobile Home, địa chỉ là 8111 Stanford và số nhà là 133. Thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới.
Và kính thưa quý vị, vừa rồi Thủy Vi vừa mới giới thiệu đến quý vị một căn mobile home 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rất là xinh xắn và đầy đủ tiện nghi và nằm ngay giữa thủ đô Sài Gòn, thành phố Garden Grove. Thành ra quý vị nào đang có nhu cầu để tìm kiếm những cái căn nhà mobile home khác nhau hoặc những căn nhà khác nhau mà quý vị đang cần muốn vào bên trong để xem mà quý vị chưa có chuyên viên địa ốc, xin quý vị hãy liên lạc chúng tôi qua số điện thoại đó là 714-489-7816 hoặc là 714-331-4703. SGVN Realty xin cảm ơn quý vị, thời gian quý báu quý vị đã đón xem chương trình. Một lần nữa xin hãy để cho chúng tôi có thể phục vụ cho quý vị tìm kiếm căn nhà mơ ước của quý vị. Chúng tôi xin hẹn tái ngộ cùng với quý vị vào chương trình Địa ốc của Thúy Hằng vào tuần tới. Cảm ơn quý vị rất nhiều.